niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi sẽ còn nhớ những lúc giận hờn, để rồi mãi chia xa lòng chợt dâng niềm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mãi trường xưa. Đặt bàn tay lên môi giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào, thời gian sau đi mau xin hãy ngừng trôi, dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười, những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, cho bao khát vọng đam mê cháy bỏng sẽ còn mãi trong tim mọi người. Trong cuộc đời này hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại, bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm, để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Trong chúng ta có thể quên được những khoảnh khắc, những kỷ niệm đầy ắp
của tuổi trẻ, của tuổi thanh niên đẹp trong khi chúng ta ngồi ở ghế nhà trường phổ thông. Và kính thưa toàn thể quý vị, thưa các bạn thân mến, ngày hôm nay trong giờ phút rất long trọng cũng như đầy ắp những kỷ niệm đang ùa về xung quanh với các bạn, Hoàng Hà xin được phép long trọng tuyên bố thay mặt cho những người tổ chức của chương trình, xin được long trọng tuyên bố lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra trường của tập thể lớp 12A2 trường Trung học phổ thông Hiệp Hòa số 3 chính thức được bắt đầu. Và để thay mặt cho ban tổ chức của buổi lễ ngày hôm nay, xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện cùng với sự hiện diện của rất nhiều những gương mặt thân thương của tập thể lớp 12A2, đó là sự hiện diện vô cùng đáng quý của thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Thành Vân. Và bên cạnh đó là sự hiện diện của rất đông những gương mặt rạng rỡ, rạng ngời của các bạn tập thể lớp 12A2. Một lần nữa đồng trọng tay thật lớn để đồng nghiệp chào mừng. Vâng, và kính thưa thầy giáo chủ nhiệm Nguyễn Thành Vân, thưa toàn thể các bạn trong tập thể lớp 12A2. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị hãy cùng lắng lại đôi chút để cùng hướng mắt lên màn hình của chúng tôi, để cùng tất cả chúng ta hãy cùng nhau ôn lại khoảnh khắc những kỷ niệm đầy ắp của các bạn trong những năm học cấp 3. Cho hôm nay mình mang buồn vui nhặt lá vàng.
khi xưa một mối tình thơ.
các bạn đại diện cho sự hiện diện của lớp tập thể lớp 12A2 sẽ dành tặng những món quà ý nghĩa nhất của mình. Thay cho lời cảm ơn chân thành nhất của toàn thể tập thể lớp 12A2 dành tặng cho thầy giáo chủ nhiệm, cho các bạn trong 3 năm học cấp 3, xin được trân trọng kính mời món quà đầy ý nghĩa. Vâng, xin nhờ toàn thể tập thể của chúng ta hãy nổ một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho món quà dành tặng cho thầy giáo chủ nhiệm của mình. Cách kệ sự diện của ban cán sự lớp cùng với thầy giáo chủ nhiệm, xin mời các bạn hãy cùng tiến bước lên sân khấu để thêm phần long trọng cũng như... Vâng, xin mời các bạn hãy rót tràn chén rượu. Xin mời tất cả các bạn thành viên của lớp 12A2 ở các bạn tiệc rượu, xin mời các bạn hãy đứng lên đi ạ. Xin được chính thức tuyên bố khai tiệc của lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra trường tập thể lớp 12A2. Và xin mời các bạn hãy cùng nâng ly để chúc mừng. Và các bạn hãy cùng đếm đi ạ. 1, 2, 3 Vâng, xin mời các bạn nâng ly để chúc mừng cho lễ gặp mặt đầy ý nghĩa của các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin được một lần nữa chúc mừng toàn thể các bạn đã hiện diện để tham dự lễ gặp mặt kỷ niệm 10 năm ngày ra trường. Xin thay mặt cho lớp, em xin cảm ơn thầy, cảm ơn toàn thể các bạn đã dành thời gian xếp công việc để đến dự với buổi lễ kỷ niệm 10 năm ngày ra trường của lớp hôm nay. Xin thay mặt cho lớp, xin chúc thầy mạnh khỏe và công tác tốt. Xin chúc các bạn trong lớp sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Mình có xin gửi lời là có khách mời của hôm nay là bác hội trưởng của phụ huynh của lớp mình cũ là bác Lân, và có cô Bình là vợ thầy, nhưng mà bác Lân và cô Bình hôm nay là có việc nên không đến dự được. Bác và cô có gửi lời chúc và lời cảm ơn đến lớp mình, và mình xin báo cáo lại với cả lớp như vậy. Vậy là 13 năm chúng ta gặp nhau và 10 năm chúng ta đã ra trường. Thầy giáo cảm ơn tất cả tình cảm các em dành cho thầy giáo. Và thầy giáo cũng rất là quý tất cả các em trong lớp mình. Thầy giáo vẫn dõi theo tất cả các em trên con đường mà chúng ta đang đi bây giờ. Và thầy cũng hy vọng là tất cả các em trong lớp chúng ta hãy dõi theo nhau để chúng ta giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau, cùng nhau làm việc, cùng nhau phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chúc sức khỏe tất cả các em cùng gia đình của em. Thank you.
dặm trôi qua mong chỉ còn lại những kỷ niệm thân yêu ơi, xem ngọn nhớ mai như thầy cô bạn bè bên thương ơi, xem ngọn nhớ niềm đông dậy ơi còn rồi lại như xa lòng chờ sân đêm thiết tha nhớ bạn bè nhớ mai bay lên
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mình thì đó. Giờ đây ba năm qua rồi em bây giờ vương tay ngày mai người đã cao nguyên nơi nông trường xanh màu lá người ra biển nơi nỗi ước vọng theo những con tàu còn đôi đời ca sĩ dâng cho người câu ca tiếng nhạc câu dân dù có đôi tay sai sầm rồi nghèo khó dù cho được ra bóng anh cha thấy có nhầm ngầm còn tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm tình bạn hôm nay dù có đổi thay ai sang giàu hay nghèo khó dù cho đường xa có cách trở đây có nhọc nhằn bọn tôi vẫn nhớ mãi những kỷ niệm tình bạn ngọt ngào như vô tình.
bên lưu cửa và anh nhớ lại những kỷ niệm mà sao trong anh buồn tê. Anh cứ còn gió đang về như em gần kề bên anh. Anh đưa đôi mắt anh tình nhưng không thấy em ở đây. Anh yêu em quá mất rồi nên thế như em về đây. Tình bạn là khi chúng ta
biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Tình bạn chúng ta thật quý biết bao nhiêu. Gọi tên tôi nhảy bản thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhảy bản thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Đời người nào ai chẳng mong, mỗi khi đau buồn nhiều hay khốn khó, sẽ có lúc khi thấy tâm hồn cần sẽ chia những kỷ niệm cũ. Bạn tôi ơi xin hãy nhớ đến nhau. Tình bạn là khi chúng ta biết quan tâm thật nhiều, không tính toán. Một ánh mắt lo lắng khi bạn nhìn thấy tôi mất đi niềm tin. Bạn chúng ta thật quý biết bao. Gọi tên tôi nhé bản thân hỡi, có tôi luôn cùng chia sẻ, để rồi ta lại có thêm niềm tin. Gọi tên tôi nhé bản thân hỡi, lúc cô đơn cần tôi đến, khi vấp ngã sẽ có tôi bên cạnh. Cuộc đời không êm đềm trôi mãi, tháng năm bao lần sóng gió, hãy để ta được sẻ chia cùng nhau. Gọi tên tôi khi cần bạn nhé, trái tim tôi chỉ muốn nói, ta sẽ giữ mãi mãi cho tình bạn luôn bền lâu. Ngày tuổi thơ chúng mình thật hồn nhiên trong sáng, trái tim tôi chỉ muốn.